Hello, chào chị em nhé. Hôm nay Trung Kinh Huy Linh hướng dẫn mọi người làm cửa đi nhé, cửa đi mở quay ở nhà vệ sinh nhé. Thì mọi người xem clip này mình có thể làm cho nhà vệ sinh của mình hoặc là cửa đi thông phòng nhé. Thì quy trình sản xuất cửa nhựa cửa đi mở quay thì mình sẽ hướng dẫn clip sau đây nhé. Mọi người nhớ xem hết video nhé. Ok. Đây mọi người cho ngoài nè, mọi người chỉnh máy 45 độ nha. Cạnh nhà tính bị sập thì mọi người quay ra bên ngoài nha. Cạnh điểm đứng trên của nó mở chạm của nó thì mọi người quay về trong, mọi người chém vát xuống theo chiều 45 độ nha. Thank you.
dẫn mọi người chấm mồi không bao nhé. Chấm mồi không bao cũng tương tự như vậy. Đây là anh ngang nhé, ngang là mình phải chấm hai đầu nhé. Anh sẽ quay mặt ra bên ngoài. Xoay đầu. Cây đứng của nó mọi người chấm một đầu nha. Mọi người nên nhớ nha, đây là ý mình xoay đầu mà này. Mọi người để ý cái hàm này nha, cái hàm này mình sẽ quay dưới. Đây là một cây nha. Cái một cây, sau đó cây thứ hai mình mọi người phải đào đầu nha. Mọi người nhầm chấm cả hai cây cùng một chiều đi. Để sai cung nhé. Cái cây thứ hai mình thường quay cái này. Cái này nó quay lên trên nhé. Ừ. Cái này là quay ép dưới thì là quay lên trên thế này. Để chấm hai chiều. Rồi chấm cùng nhau thì chắc là cung ba, hai cung giống một cung. Hai cung là một thì nó sẽ bị sai. Sau khi chém thì hai khung nó như này rồi, là đúng này. Đấy, như này là đúng. Với ốp vào như này mà hai chiều nó như này rồi. Sau đó là khung mình bắt này nó sẽ như thế này. Nếu mà chém hai khung mà nó như thế này là bị sai nhé, cùng một chiều là sai nhé. Ok. Đây là cây sắt khung bao nhé. Và đây là cây sắt cánh nhé. Mọi người khung của nó thì mét 87, mọi người cắt mét 7 nhé. Mét 8 nhé, bỏ trừ đi 7 phân nhé. Ok.
giòn nha. Ok, mình ra hàn cùng bao trước nha. Còn làm mấy hàn mini nhé. Mọi người để thò ra tầm 5 ly nhé. 3 ly, 4 ly, 5 ly nữa. Còn nó ấn này xuống. Đây là hạt nha. Sau khi đã hạt đã đạt đến 250 độ nhé. Mời cho vào. Kẹp lên. Sau mình nhận cho em này. Mời để tầm 15 giây nhé. Khi mỗi hạt nóng chảy thì mới ép vào. Trong clip trước mình đã hướng dẫn mọi người hàn rồi đó. Cái lúc mình làm mối trước để mỗi hạt đấy. Ok, mình sẽ đảo chiều để bẻ bên này. Dí chặt tay được, nhìn quan sát môi hàn nó chảy ra thì là ok. Vậy là mình đã xong cung nhé. Đó. Mình đã xong cung bao nhé. Hàn cánh cũng tương tự như vậy. Trong clip trước mình cũng hướng dẫn hàn cánh rồi đó. Đây là cánh nhá. Cánh của hàn tương tự cũng như vậy, không có gì là khác. Mọi người đi hàn này tránh bị va quệt vào nó hàn. Nó hàn rất là nóng. Mấy trăm độ này. Động mọi người là xèo luôn. Đó. Mình hàn cánh này. Mọi người 4 hàn, 4 chết, 4 việc này ok. Mọi người để cái hở tầm như này nhé.
nên là mình chưa đặt nó hàn vào nhé. Nó là quanh quanh tầm 5 ly như này, sau đó mình sẽ đặt nó hàn vào. Mở xong cánh nhá. Ok.